con có tác ý và mua những vật dụng vật thực để cúng dường trong chùa cho nhà bếp của chùa. Nhưng con không có mang dân lên trực tiếp đến chư Tăng mà con mang luôn những vật dụng đó đưa cho nhà bếp và để những nơi chư Tăng Phật tử sử dụng nhiều lợi được liền luôn như vậy. Việc làm này của con so với những người đem dân trực tiếp đến chư Tăng có sự thọ nhận khác biệt điều gì không? cái à, sự dân trực tiếp ở đây đó là mình một á, là mình dân tận tay hai á, là mình có thể à, cho cái người đại diện cũng được cái quan trọng là người nhận á, họ có sự nhận biết tức là họ biết là mình có cúng thì như vậy á, là chúng ta thỏa mãn cái điều kiện là dân tận tay Tại vì có những trường hợp người Phật tử hiểu đạo thuần thành họ không có đưa trận tận tay ông sư mà họ để dưới chân ông sư. Đó vẫn được tính là dân tận tay. Chứ không phải tận tay á là mình ông sư ông phải cầm cái tay vô thì mới được tính là dân tận tay. Rồi có những trường hợp á, mà mình để một cái vật gì ở đó với suy nghĩ là có lẽ ai đó họ sẽ dùng cũng được. Như trường hợp uh, bà Upalawana khi bà hành thiền ở trong rừng. Những cái tên cướp uh, nó, uh, nó chi thịt và nó thấy bà nó có cái lòng muốn cúng dường nhưng mà nó ngại cho nên nó tình cướp mới để cái miếng thịt ở trong cái tầm mắt của bà với cái, cái suy nghĩ là ờ à, thì ai đó sẽ lấy được cái miếng thịt này tức là nó tác ý nó tác ý là cho bà đó cúng dường cho bà đó nhưng mà nó ngại thì sau khi mà bọn cướp đi á bà mới đến bà lấy cái miếng thịt đó và bà đi đến uh, chỗ chư tăng và bà xin chư tăng hãy uh, thay mặt bà dâng lên đức thế tôn dùm. tại vì bà không có tiện để mà bà dâng lên đức thế tôn quý vị nhớ một đặc điểm như thế này trong luật của tỳ kheo vị tỳ kheo không được lấy đồ chưa được dân tức là chưa được cúng dường thì vị tỳ kheo không được lấy đương nhiên luật tỳ kheo tính luôn cho cả tỳ kheo ni thì nếu như cái miếng thịt đó đó là miếng thịt vô chủ miếng thịt người ta quăng bỏ thì bà không được lấy nhưng mà ở đây tên cướp có ý cúng dường cho bà rồi và nó kêu miếng thịt ở trong tầm mắt của bà. Bà biết điều đó và chính bởi vì như vậy bà lấy và bà đem cái đó bà cúng dường đến Đức Thế Tôn. Thành ra trong trường hợp của quý vị, quý vị có thể gửi đến cái người đại diện cho Chư Tăng, ví dụ như nhà bếp, cũng được. Mà nếu như tốt nhất, á là chư tăng biết được điều đó thì như vậy là tốt hơn còn nếu như không chư tăng không biết nhưng mà chỉ có người đại diện cho chư tăng tức là nhà bếp biết thì cũng có phước chẳng qua là nó chưa được hoàn mỹ thôi